Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng của mùa hè làm chúng ta chỉ muốn tắm vào làn nước mát mẻ. Vì thế mà rất nhiều người chọn đến hồ bơi để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa được giải nhiệt thật thoải mái. Tuy nhiên, để việc bơi lội thật sự có lợi cho sức khỏe, bạn hãy nhớ những lưu ý sau đây. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Trước khi đi bơi cần lưu ý những gì? Đầu tiên, bạn nên lựa chọn hồ bơi có nguồn nước sạch, không quá đông người. Bể bơi dành cho rất nhiều người, đồng nghĩa với việc khi bơi, mỗi người đều có thể để lại một chút da chết, tóc, hóa mỹ phẩm, các mầm bệnh đang mang theo, vi khuẩn và ký sinh trùng và thậm chí là một lượng nước tiểu. Hóa chất clo trong bể bơi dùng để khử trùng những chất độc hại trên nhưng chưa chắc đạt hiệu quả tốt nhất. Do vậy, bạn sẽ rất dễ bị nhiễm bệnh ngoài da, đau mắt đỏ, bệnh vùng kín. Đồng thời, bạn cũng không nên đi bơi khi trên người có vết thương hở. Tắm tráng trước khi xuống nước cũng là một cách giữ vệ sinh chung có lợi cho mình và mọi người. Không nên ăn quá no. Nếu bạn ăn quá no trước khi đi bơi, sẽ khiến cho bạn có cảm giác ì ạch, khó chịu, gây nên cảm giác uể oải, đau bụng và ảnh hưởng đến quá trình bơi lội. Nên ưu tiên các món ăn chế biến từ rau, củ quả thay vì các món ăn chế biến từ đạm, thịt, chất béo, tinh bột, đồ ăn nhanh. Bôi kem chống nắng. Nếu bơi ở bể bơi ngoài trời, đừng quên bôi kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tia cực tím và sự tấn công của ánh nắng mặt trời khiến da bị sạm đen, cháy nắng. Tuy nhiên, bạn phải chọn loại kem chống nắng không thấm nước mới mang lại hiệu quả, chứ không phải loại kem chống nắng thông thường. Hãy thoa kem chống nắng trước 30 phút khi đi bơi và nên chọn loại kem có chỉ số SPF trên mức 30 để đạt hiệu quả cao nhất. Chuẩn bị các vật dụng bơi cần thiết. Chuẩn bị các vật dụng bơi cần thiết như đồ bơi, kính, mũ, phao bơi, nút tai. Bạn chớ coi thường việc đeo mũ và kính bơi do nước bể bơi luôn có chứa một lượng hóa chất nhất định, đặc biệt là hóa chất clo có thể khiến cho tóc bị sơ, khô, rối và không tốt cho mắt. Đừng quên khởi động 10 đến 15 phút trước khi bơi. Nên áp dụng một số bài tập vận động chân tay cổ để làm ấm cơ thể, phòng ngừa tình trạng mệt mỏi, đặc biệt là phòng ngừa tai nạn nguy hiểm như chuột rút, vọt bẻ, chứng co cơ, cảm lạnh. Làm gì để tránh bị chuột rút? Khi bơi, bạn nên phối hợp các động tác nhẹ nhàng, chính xác, thoải mái. Nếu cảm thấy đã mệt, mỏi cơ hay động tác phối hợp rời rạc, không còn nhịp nhàng, thì lúc này bạn cần nghỉ ngơi. Việc cố gắng tiếp tục bơi sẽ dẫn đến hiện tượng chuột rút hoặc rét lạnh thứ phát. Lúc này, bạn nên giảm dần tốc độ, bơi lại gần bờ và thả lỏng toàn thân một chút rồi lên bờ. Khi đang bơi, nếu bị chuột rút, bạn cần bình tĩnh thả lỏng toàn thân trong tư thế dang rộng tay chân, từ từ hít sâu và dùng tay bấm các huyệt xung quanh và xoa nhẹ nhàng lên vùng chuột rút. Khi thấy đỡ thì báo cho người xung quanh hoặc bộ phận cứu hộ đến giúp đỡ đưa lên bờ. Nếu bạn là người mới tập bơi thì nên bắt đầu ở chỗ nước không quá sâu, ngang ngực để khi gặp sự cố vẫn kịp đứng lên, thò mũi trên mặt nước mà thở. Bạn nên tập ở góc bể, tránh bơi cắt ngang để làm ảnh hưởng đến những người đã bơi thạo. Sau khi bơi cần bổ sung nước và nghỉ ngơi. Sau khi bơi xong, bạn có thể lên bờ và nằm nghỉ ngơi, thư giãn cơ khoảng 10 đến 15 phút nơi kín gió, sau đó tắm rửa lại bằng nước ấm. Lưu ý nên vệ sinh cơ thể để tránh nguy cơ bị tấn công bởi hóa chất, vi khuẩn, virus và những mầm bệnh ẩn họa. Lau khô người và mặc quần áo ngay trong phòng. Cần đặc biệt chú ý lau khô tai, mũi, mắt, có thể nhỏ thuốc nếu cần thiết. Bên cạnh đó, bạn cũng nên sử dụng các biện pháp dưỡng da và tóc như dùng dầu xả làm mềm tóc, sử dụng mặt nạ dưỡng da. Sau khi bơi, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước trầm trọng, vì vậy bạn cần bù đắp lượng nước đều đặn đầy đủ cho cơ thể. Trường hợp mệt, bạn nên uống một cốc trà đường nóng hoặc nước chanh muối mật ong. Sau khi bơi, cơ thể mất đi một lượng lớn calo, vì vậy cảm giác đói bụng là điều dễ hiểu, nhưng bạn không nên ăn quá no để tránh tăng cân nhanh chóng. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị thông tin xoay quanh chủ đề tác hại của việc thức khuya tới sức khỏe phụ nữ. Mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.